Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua Đại Đức Thích Nhật Tánh đã đọc những lời khai thị của Tổ sư trong văn sao. Mỗi ngày nếu mà chúng ta dành ra cái thời gian tham dự phóng sanh trực tiếp trên online, thì đó là một cái nhân duyên, kết duyên với chúng sanh rất là thù thắng. Nếu mà ai đủ duyên tùy hỷ công đức mình phát tâm phóng sanh, tuy rằng mình không có tịnh tài mà mình kết duyên để mỗi ngày mình tùy hỷ để mình tham dự phóng sanh đó, thì cái nhân duyên tốt lành phóng sanh đến với nhà mình, là nhà mình tích điều thiện thì việc vui có thừa. Mà cái việc thiện phóng sanh này thì thực sự chúng tôi có cảm thọ và có thọ dụng rất là lớn, cho nên nên ra mới phát tâm dũng mãnh để mà phóng sanh. Thì cũng như hôm nay Thầy Tánh đọc và văn sao, rồi chúng tôi làm lễ phóng sanh, có những lời chia sẻ, rồi một số những người Phật tử tùy hỷ, thì bao nhiêu loại chúng sanh này nè, họ trở thành quyến thuộc của mình. Mà quyến thuộc này là quyến thuộc hòa thuận. Nhiều đời, nhiều kiếp về sau, nếu mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi mình phân thân hội nhập ta bà ha, đến một cái cảnh giới nào đó đó, thì những chúng sanh này chừng mình độ cho họ rất là dễ, vì họ là quyến thuộc hòa thuận chứ không phải là oan gia đối đầu. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên nhiều đời kiếp về quá khứ, Ngài đi vô đống củi trong rừng thì gặp một cái tổ ong vỡ tổ nó bay. Thì Ngài nhìn, Ngài thấy nó hoảng hốt nó bay như vậy đó, thì Ngài mới phát cái nguyện là tương lai về sau mà tôi mà đủ cái duyên lành hoặc tôi tu hành đắc đạo thì tôi sẽ độ cái đàn ong này. Thì sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài trở thành một vị đệ tử thần thông đệ nhất trong 10 đại đệ tử. Thì khi Đức Phật đến một cái làng đó, Đức Phật để độ cho chúng sanh đó, thì hầu như cái làng đó không có duyên với Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Đức Phật quán cái nhân duyên trong 10 đệ tử mình và các đệ tử mình, coi thử có ai có cái nhân duyên là thân bằng quyến thuộc của cái làng này. Vì khi mà Đức Phật chứng đạo thì Ngài có thể nhìn về vô lượng đời kiếp trước, những người này có oán thù và có nhân duyên tốt lành như thế nào, Đức Phật biết hết, biết rõ. Thì Đức Phật biết Ngài Mục Kiền Liên có duyên với cái làng này là vì cái làng này lúc nhiều đời kiếp về trước thì là cái đàn ông đó đó, họ chuyển cái kiếp xuất sinh trở thành người, cho nên họ sống trong một cái làng đó. Thì Đức Phật thấy Ngài Mục Kiền Liên có duyên nhiều đời, có phát đại nguyện độ cái đàn ông này, bây giờ họ trở thành người trong cái làng này đó, thì Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên đến độ họ, thì họ nghe răm rắp, họ hoan hỷ vô cùng. Nhiều đời nhiều kiếp về trước mà chỉ có phát cái nguyện lên là về sau tu hành thành Phật để độ cái đàn ông này, nếu mà đàn ông này thành người hay là có nhân duyên như thế nào là độ, mà chỉ phát nguyện thôi nha, chứ không phải là cứu vớt nó, cứu mạng nó đang chuẩn bị chết, thế mà vẫn có nhân duyên về sau để độ một cái làng này, tức là cái đàn ông nhiều đời kiếp về trước. Như vậy chúng ta thấy cái nhân quả mà khi mình phát một cái nguyện lên rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hôm nay mình phát cái nguyện mà bỏ tịnh tài ra mình phóng sanh, thì tất cả các loài chúng sanh, chúng tôi thấy chim cũng nhiều, rồi cá, rồi lươn, rồi ốc, bao nhiêu chúng sanh này mình đã kết duyên với họ. Cũng như những bạn trẻ, những bạn nam, bạn nữ chưa có gia đình, hoặc giả mình mới có gia đình, hoặc giả mình có gia đình rồi mình muốn sanh con á, thì mình phát tâm mình phóng sanh, thì tất cả các loài chúng sanh này nó chuyển đời, chuyển kiếp của nó, thì nó sẽ là người báo ân, trả nợ, đi vô trong gia đình của mình, làm con mình. Thì khi mà người báo ân trả nợ họ vô trong gia đình của mình làm con làm cháu mình, thì họ cặm cụi làm ăn, họ lo lắng, họ tích giữ tiền bạc, rồi họ báo hiếu mình, thích không? Quá là tuyệt. Còn nếu mà mình sát sanh hại vật,
thì loài súc vật đó nó cũng đi vô trong gia đình mình. Nếu mà họ chuyển kiếp làm người được thì họ vô trong gia đình mình, họ báo oán, họ đòi nợ. Quý vị thấy hôm nay mình phóng sanh, thấy cái nhân duyên mà chúng tôi khai thác về cái lý để mà mình hiểu, để mình thực hành cái sự này, thấy thích thú không? Quá thích thú. Nếu mà mình thả chúng sanh này, hoặc giả mình không có tiền, mình thả, mình chỉ có ngồi trực tiếp trên toàn thế giới, mình xem và mình tùy hỷ công đức, thì tất cả chúng sanh này là ân nhân của mình. Rồi một mai mình mất thì họ đến họ trợ giúp cho mình rất là nhiều, đến trợ giúp cho mình, bởi vì đó là một cái việc ân nhân mà họ phải báo ân cho mình. Còn nếu mình sát hại họ, mình ăn thịt họ, thì khi mình mất hoặc giả mình còn sống thì họ đến họ báo oán. Cái nhân quả gọi là đường tơ kẻ tóc tơ hào không sai. Vì vậy cho nên thành ra cái việc phóng sanh này thì chúng tôi phát Bồ đề tâm chung với quý thầy và quý cụ ở tại đây, và những người nào có đủ duyên thì kết duyên, mình sẽ làm mãi mãi về sau, làm hoài ngày nào cũng làm phóng sanh. Mà cái người mà họ phát tâm phóng sanh á, trong mạng họ có tài đặc biệt, họ bỏ tiền ra họ 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 chuộc mạng á, thì trong mạng họ có tài, bởi vì họ bố thí tiền để mua đồ phóng sanh. Mà trong cái bố thí tiền mua đồ phóng sanh đó, nó thêm một cái công đức thọ mạng nữa, là bố thí vô ý là phóng sanh đó, thì thọ mạng họ kéo dài. Mà thọ mạng người đó kéo dài mà trong mạng họ có tiền nữa, thì họ làm những cái công đức, làm những phước thiện rất là dễ dàng. Và khi thọ mạng họ kéo dài và trong mạng họ có tài, họ bố thí pháp, họ được trí tuệ sáng suốt và họ vãng sanh, thì chắc chắn người này phải là phẩm vị cao. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, họ lên trên thượng phẩm ngay. Và cái việc mà họ phát tâm phóng sanh đó là họ trì giới và họ ăn chay kiêng giết, cộng lại với họ phát tâm niệm Phật, vừa trì giới nữa vừa niệm Phật nữa, thì cái công đức của người này vãng sanh là chắc chắn bảo đảm. Cộng lại với cái lúc lâm chung họ được trợ niệm nữa, thì chúng tôi nói người này rất là an tâm. Như hồi nãy thầy Tánh đọc quan sao đó, có những người bình nhật, tức là hàng ngày không có niệm Phật, không có niệm Phật, nhưng mà nhiều đời họ có niệm Phật rồi, nhưng trong đời này họ không gặp cái duyên của cái pháp hội hay đạo tràng niệm Phật, hoặc là có những người khai thị cho họ niệm Phật, nhưng mà khi họ lúc lâm chung á, cái phước báu của quá khứ nó chiêu cảm, có ban hộ niệm trợ niệm, chứ không phải bỗng không đâu nha. Thì khi mà có ban hộ niệm trợ niệm cho họ và họ buông xuống vạn duyên, họ phát tâm niệm Phật, thì Tổ sư Ấn Quang nói là người này vẫn được vãng sanh, tuy rằng bình nhật họ không niệm Phật. Mà thường một số những người bình nhật họ không niệm Phật, nhưng mà nhiều đời cũng không có cái thiện căn túc duyên niệm Phật, thì lúc bình thường niệm Phật là họ đau đầu nhức óc, họ khó chịu, họ đuổi người niệm Phật ra và không chịu niệm Phật đâu. Và thêm thế nữa, đó là cái nghiệp ác họ xấu ác quá, cho nên lúc lâm chung họ phải chết trong bệnh viện, hoặc giả là nơi đó không có niệm Phật, họ chết vì xe tông, chết cửu huỳnh tử á, chết vì chết nước, chết vì đạn bắn, chết vì chết thui, chết vì treo cổ vân vân, chết một cách tức tưởi mà không chủ động được là cửu huỳnh tử á. Thì ngài A Nan nói, hỏi Đức Phật, những người mà họ chưa chứng A La Hán á, họ chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc, mà họ chưa chứng vào quả vị A La Hán, thì họ chết cửu huỳnh tử họ đi đâu? Thì Phật nói rằng là cây nghiêng hướng nào thì họ theo hướng đó. Nghĩa là cái tâm họ nghiêng vào ba đường ác, thì khi họ chết cửu huỳnh tử họ đọa vào ba đường ác. Là chết đạn, chết nước, chết xe tông, chết thắt cổ, chết vì uống thuốc tự tử vân vân. Chính cái đội chết bất đắc kỳ tử đó. Không được hộ niệm nữa thì cái cây nghiêng, tức là ý nói cái tâm người nghiêng qua ba cõi ác thì họ sẽ đọa xuống ba đường ác. Mà cái tâm họ còn thiện lành thì họ sanh cõi người hoặc sanh cõi trời. Đó. Còn khi chứng quả A-la-hán rồi đó, thì lỡ mà bị người khác giết, chết cửu huỳnh tử như Ngài Mục Kiền Liên bị Ngộ Đạo giết á, thì giống như là cái cây mà nó đã nghiêng về hướng thiện rồi, dầu cho chết bất kỳ tử thì họ cũng sẽ sanh về cõi lành, hoặc là họ chứng thánh rồi thì họ không bị đọa lạc. Cho nên người mà chưa chứng A-la-hán như bọn phàm phu chúng ta phải cần một cái pháp trợ hạnh, đó là những cái pháp hộ niệm buộc là phải có, rất là quan trọng cái việc trợ niệm. Cho nên những người mà không có ở gần những cái phòng trợ niệm như chùa Quan Âm mình á, thì hàng ngày phải nói quyến thuộc tin tử pháp môn niệm Phật và hộ niệm cho mình lúc lâm chung thì mới là an tâm. Chứ còn không thì họ khóc lóc, họ kêu gào, rồi họ
Thay quần thay áo tắm rửa khi mình vừa tắt hơi thì dẫu cho bình thường mình niệm Phật tinh tấn đắc lực đó nghe, nhưng mà cái lúc lâm chung bị quyến thuộc vô tri, Ấn Tổ dùng danh từ là quyến thuộc vô tri phá hoại chánh niệm thì quý vị vẫn không được vãng sanh. Kinh khủng chưa? Thấy kinh khủng cái quan trọng trợ niệm chưa? Bình thường không chịu niệm Phật, bình thường không có niệm Phật, mà lúc lâm chung có người khai thị chịu niệm Phật thì người này buông xuống vạn duyên, có tính tâm và người này vẫn được vãng sanh. Có nhiều người người ta nói bình thường có niệm Phật đâu mà lúc chết trợ niệm chi. Nhưng mà có cái hay là nếu mà bình thường không niệm Phật mà họ lúc lâm chung được người trợ niệm, mà nếu họ không vãng sanh thì họ cũng không đọa ba đường ác. Quan trọng trợ niệm không? Quan trọng, cực kỳ quan trọng trợ niệm. Bình thường có niệm Phật tinh tấn có đắc lực, nhưng mà lúc lâm chung bị quyến thuộc vô tri phá hoại, khóc lóc nè, chiêu của cải nè, rồi vô thâm mà cứ nói cái chuyện của thế gian nè, không cho người đó niệm Phật thì người này cũng mất chánh niệm luôn. Đó, cái việc trợ niệm nó quan trọng như thế. Cho nên hôm nay là cái ngày 49 ngày của cô Trúc Nguyệt, mà cô Diệu Phúc ở bên Malaysia đó, có người chị là cô Trúc Nguyệt ở Việt Xi Nhà đó. Thì gia đình coi như là tin tưởng pháp môn niệm Phật và tin tưởng cái pháp cúng dường trai tăng, cho nên hôm nay là ngày 49 ngày là gửi rất nhiều chùa, chùa Vạn Đức rồi rồi chùa ở Hòa Thượng Minh Thông, ở các chùa lớn, và có gửi đến chùa mình tịnh tài để mà cúng dường trai tăng, để hồi hướng in kinh làm những cái công đức để mà hồi hướng cho cô Trúc Nguyệt. Mà cô này có cái phước báu đặc biệt, khi lâm chung có gia đình và có một vị thầy tu về pháp môn tịnh độ rất là đắc lực. Vị thầy này tu rất là tinh tấn và xuyên suốt trợ niệm cho cô được mười mấy tiếng luôn, 12, 14 tiếng luôn. Và hôm nay là 49 ngày bên Mỹ mà chúng tôi được cô Diệu Phúc chụp coi khi mà thiêu cỏ xong rồi đó, hôm nay là rải cho đó, thì bươi cho ra thấy những cái hình của xương đẹp, cực kỳ đẹp, cô chụp cô gửi cho chúng tôi xem. Mà thường những người niệm Phật họ ra đi họ mới được những cái phước báu và cái biểu pháp là xương của họ nó biến nhiều màu mà mình thường hay gọi là xá lợi đó. Thì cái người niệm Phật là nó có kết tinh được cái việc này, mà niệm Phật là phải giữ giới nữa thì nó mới đạt cái tiêu chuẩn này. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay là cái ngày mà 49 ngày của cô Văn Thúy Nga pháp danh Trúc Nguyệt. Chúng tôi đem cái công đức phóng sanh này hồi hướng cho cô Cao Đăng Phẩm Vị. Và cái việc vãng sanh của cô thì chúng tôi thấy rất là chắc ăn. Vì sao? Vì lúc lâm chung là được một vị thầy mà tu tịnh độ rất là đắc lực, tu rất tinh tấn. Và cả gia đình trợ niệm xuyên suốt 14 tiếng đồng hồ. Và gia đình làm những cái phước báu trong 49 ngày rất là thù thắng. Cho nên thành ra hiện tại bây giờ mình chưa biết ngày nào lâm chung. Vì chưa biết ngày nào lâm chung thì không biết ngày mai, ngày mốt, 1, 2 tháng nữa không chừng. Cho nên mình phải dặn chồng con và gia đình quyến thuộc của mình. Lúc tôi mất phải thiêu như thế nào, cho cốt để 49 ngày rải làm sao. Thường con cái nó không biết là nó nghe như vậy, nó tưởng mình là gọi rằng là chù ẻo hoặc giả nói những cái điểm xấu này, nó không chịu. Nhưng mà mình nói cho nó biết là ai cũng phải chết, và chưa biết ngày giờ nào chết thì mình phải dự trù, gọi là trù bị lúc trước khi lâm chung. Rồi, mẹ mất á, là phải để 24 tiếng đồng hồ. Cái nguyện của mẹ mất, mẹ ở gần chùa rồi, mẹ phải vô trong phòng trợ niệm. Hay là mình nói với cháu là bà là muốn khi mất là phải thiêu trong 49 ngày đó, là phải cúng dường cái tiền bạc của bà, là phải cúng dường chùa nào phóng sanh in kinh 49 ngày, phải cúng dường chùa nào dặn dò hết. Nhưng mà thường con người mình có một cái lạ đó là còn sống tất cả mọi người chuyện gì cũng tính toán. Tính toán đám cưới, đám hỏi cho con cái rất kỹ. Tính toán xây nhà, xây cửa rất kỹ. Tính toán mua đất, mua đai rất kỹ. Tính ngày, tính đêm, không ngủ luôn, không ăn tính luôn. Bọn phàm phu mình cái gì cũng tính trước. Nhưng mà riêng về cái việc sanh tử là không có tính, không lo. Hôm bữa thầy Phiên thầy viết ở trong kia kìa. Cái bảng trong đó. Cái chuyện gì chúng ta cũng tính trước hết. Lời khai thị Ấn Tổ mà cái chỗ này đặc sắc nha. Mà riêng cái chuyện chết không ai tính. Mà không biết khi nào chết. Chứ nếu mình biết năm, 10 năm, 20 năm nữa thì thôi từ từ đúng không? 1, 2 ngày nữa rồi làm sao đây? Mình phải tính trước.
Phải nói hết con cái như vậy, gọi là trù bị lúc lâm chung. Mà khi mình có dự trù rồi, mình chuẩn bị hết rồi thì mình ra đi mình yên tâm nhẹ nhàng. Còn nếu mình không có trù bị, không dự trù trước, cái là đột ngột nó đến, cái là bắt đầu mình hoảng hốt. Nhà cửa chưa sắp xếp rồi con cái đó. Ngay bây giờ đó, quý vị muốn lên chùa tu mà bây giờ còn đứa cháu nè, đứa con chưa đám cưới nè, sổ sách chưa xong, quý vị có lên được không? Đâu có đi lên đây tu được đâu. Kêu là bây giờ phải về nhà tính toán, mà lỡ mà nó chết thì quý vị tính sao đây? Nó kêu thôi, từ từ chết nha. Ông tử thần đừng có rước tôi đi để tôi tính toán cái sổ sách này, nó có hẹn quý vị được không? Cái chết này nó có hẹn không? Bây giờ quý vị còn sống mà lên chùa còn hẹn với thầy, vậy hẹn với ông Phật được. Hẹn với bạn bè được, kêu thôi, thầy Nhàn ơi cho con về con làm sổ đỏ nha. Nhiều người lắm về làm đất đai sổ đỏ con cái, mà về nó dính với đó rồi cái không có một cái tinh thần gì hết trơn. Thích thú tu cái nó yếu nhớt, nó không còn muốn lên nữa, rồi chìm liệm luôn. Có nhiều người mua nhà xong rồi chán quá rồi bán nhà đi, rồi về tính đủ thứ, đủ trò, đủ chuyện hết trơn. Cái đó là lúc còn sống thì cho phép quý vị tính nha. Nhưng mà nó tính quen rồi, cái bắt đầu không nghĩ đến cái chuyện chết rồi. Chết mình có nói rằng là thôi chết từ từ ra để tôi tính được không? Không được. Nên suy nghĩ chỗ này. Các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này. Vì vậy cho nên mình phải trù bị lúc trước lâm chung. Nhỏ lớn gì cũng phải trù bị trước hết. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nhắc nhở một chút xíu như vậy. Và chúng tôi vẫn tin tưởng, nếu mà quý vị cứ tin tưởng công đức phóng sanh đi, thì thọ mạng quý vị kéo dài, quý vị có thời gian để mình tu tập. Mà khi phóng sanh thọ mạng kéo dài thì nó thêm một cái công đức đó nữa là không bệnh hoạn. Người không bệnh hoạn là phải có cái công đức phước báu thù thắng lắm ngàn. Chứ không thôi cứ bệnh rề, mạnh khỏe là một đống đó như đống thịt thôi chứ làm gì đâu. Cho nên là ra là chúng tôi tin tưởng cái pháp phóng sanh là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng tôi tin tưởng cái pháp gọi là bố thí pháp, in kinh sách, làm máy niệm Phật. Bố thí pháp đó để mình được có trí tuệ. Rồi thêm nữa là bố thí tài bằng cách đem tiền để nuôi những cụ già, làm những phước thiện, giúp những người nghèo, mua thuốc, mua men, giúp đỡ những người gọi là nghèo khổ đó, là trong mạng mình có tài. Thêm nữa đó là mình phát tâm để cúng dường trai tăng. Chuẩn bị chủ nhật này là coi cúng dường trai tăng đó. Thì những người Phật tử họ gửi 5.000, 10.000, 1.000, 200.000 tùy hỷ công đức để mình gộp vô, mình làm một cái lễ cúng dường trai tăng. Mà chúng tôi đã cúng dường thì dự trù một số quý Phật tử họ phát tâm đó là tùy duyên. Thêm một cái nữa đó là mình sẽ giúp và cúng dường chẩn tế cho người chết, người đã mất đó, gọi là âm phù dương trợ. Chứ còn mình phóng sanh cũng là sinh mạng còn sống nè. Rồi mình bố thí pháp cũng giúp cho những người còn sống họ biết Phật pháp nè. Rồi mình giúp cho những người nghèo, những cụ già cũng người còn sống nè. Mình cúng trai tăng cũng cúng cho chư tăng, những người còn sống mà không có lo làm những cái lễ cho người còn mất. Cho nên chúng tôi cũng rất quan trọng đề xướng cái lễ cúng dường chẩn tế. Đó là cúng chẩn tế để cho các vị hương linh đó. Thì ở chùa mình và ở khu chuyên tu đang chuẩn bị cho cái lễ này là rất là lớn. Riêng cái câu chuyện của Ngoại Ánh Kha thì nó rất là đặc biệt. Ông này khi mà ông phạm giới và tạo những nghiệp xấu ác, ông sợ đọa xuống địa ngục, cho nên ông mới phát tâm, ông niệm Phật. Thì khi mà ngài niệm Phật đó thì chỉ trong 3 ngày không ăn tuyệt thực luôn và không ngủ luôn. Và có 3 ngày mà gặp Đức Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn ông vãng sanh. Đức Phật A Di Đà đến thì nói rằng là tuổi thọ còn 10 năm nữa. Thì ngài nói không, 10 năm nữa ngài sẽ tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ ngài muốn đi liền. Thì Đức Phật A Di Đà hẹn 3 ngày đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Thì có một số những người họ coi trong kinh A Di Đà đó là niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày, khi 3 ngày nếu mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là đúng, trong kinh A Di Đà có nói niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn lâm mạng trong thời A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Nhưng mà chúng ta thường không biết căn cơ của mình như thế nào mà mình thức 7 ngày 7 đêm mình niệm cho nhất tâm bất loạn, thì Tổ Ấn Quang nói coi chừng không phải là căn cơ mình làm được chuyện này, phải là căn cơ bậc thượng căn thượng trí họ niệm 1 ngày đến 7 ngày họ vãng sanh. Còn mình thì chấp vào trong kinh mà 1 ngày đến 7 ngày nhiều lúc mình bị điên loạn, mình ép quá và mình không có phải là đủ căn lành để làm chuyện này. Mà trong kinh A Di Đà nói 1 ngày đến 7 ngày như ngài Oán Kha đó, 3 ngày đó là bậc thượng căn thượng trí họ biểu pháp. Và trong kinh A Di Đà nói rằng 1 ngày đến 7 ngày là có đối với bậc thượng căn thượng trí. Họ có thể 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn.
Còn đối với bọn phàm phu chúng ta thì 1 năm, 3 năm, 10 năm, đôi khi suốt đời không chừng. Phải nên nhớ chỗ này. Cái câu chuyện mà một ngày đến 7 ngày như ngày Ấn Khoa 3 ngày đó, thì đó là kinh A Di Đà có nói, mà nói là dành cho bậc thượng căn thượng trí. Những bậc Bồ Tát tái lai thì họ có thể làm được chuyện này. Còn riêng bọn phàm phu chúng ta, nếu mà chấp vào kinh Di Đà hoặc là nhìn thấy ngài Ấn Kha như vậy mà đóng cửa không ăn không uống không ngủ và 3 ngày thì đôi khi làm không nổi, không phải cái sức của mình làm như vậy được. Đó, vì vậy chúng tôi nhắc lại cái việc câu chuyện của ngài Ấn Kha cũng như cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, ngài nhấn mạnh đến là cái việc niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày là có đúng trong kinh A Di Đà có nói, mà đó là bậc thượng căn thượng trí có thể làm được. Còn bọn phàm phu chúng ta là phải huân tu hàm dưỡng, đôi khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và suốt đời. À, đó là cái việc mà mình phải hiểu ra rõ cái việc đó. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Chích Chon. Vâng, sao thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một, Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự. Chích trong Văn Sao Tam Biên quyển 4. Cổ nhân nói, sanh tử cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Trộm nghĩ, buồn xuân thì rốt cuộc có ích chi đâu. Cần biết rằng, sanh tử là đại sự, tín nguyện niệm Phật là đại pháp. Đã biết chết là đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết. Thì chẳng những chết không đáng buồn, mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? Do tịnh nghiệp chín mùi, nương theo Phật tự lực lập tức vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chi hưởng các sự vui, tu tập dần dần mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Nhưng muốn đạt được điều may mắn lớn lao ấy thì cần giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành để bồi đắp nền tảng. Lại còn thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, sẽ liền có thể quyết định đạt được. Đến khi lâm chung, bất luận tu đã lâu hay mới tu, đều cần có quyến thuộc và tình hữu chư niệm, ngõ hầu chánh niệm rõ ràng, cảm ứng độ giao, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương. Dẫu cho kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, khi lâm chung thỉnh thiện hữu khai thị và chư niệm thì cũng có thể vãng sanh. Do vậy biết rằng chuyện chư niệm là khẩn yếu nhất. Trong lúc thường ngày, người tu tịnh nghiệp hãy nên nói với gia quyến về lẽ lợi hại, để họ hiểu rõ không nghi, quyết cho đến nỗi khi lâm chung gia quyến sẽ do tình kiến thế tục mà phá hoại chánh niệm. Như vậy thì đối với kẻ còn lẫn người mất đều có lợi ích thật sự. Các sách niệm Phật sức chung tăng lương và sức chung tu chi, dụng ý lẫn lời lẽ đều châu đáo, quả thật đã bảo vệ cho hành nhân thành tựu được đại sự nhân duyên. Nếu chịu lần lượt lưu thông, ngõ hầu hết thảy những người cùng hàng đều biết tới lợi ích đó, thì công đức ấy chỉ có Đức Phật mới biết được. Nguyện những kẻ làm con cháu người khác trong cuộc đời và những ai làm cha mẹ, anh em, bạn bè, ai nấy đều làm theo, ngõ hầu người đã mất hồn siêu nơi cõi tịnh, nghiệp trả lại chừng lao, chính phẩm sen nở, được Đức Phật thọ ký thành Phật ngay trong một đời, quả thật là may mắn lớn lao. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, hãy nên chuyên cậy vào Phật lực. Phật Pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu cho đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như người trong hiện thời sợ rằng khắp cả cõi đời cũng có được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không.
Chỉ có một pháp niệm Phật nếu đầy đủ, tính chân, nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn còn có thể cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ấy gọi là đế nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế thiện chi thức đệ mạc phần nhiều điều để xướng tịnh độ. Bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh hơi hiểu giáo nghĩa hoặc biết đôi chút lễ thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện dành cho bọn ngu phu ngu phụ. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiệu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng. Chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân bán pháp, tương lai ắt đọa trong tam đồ ác đạo, được những ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót, nhưng chẳng thể cứu vớt. Trích Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng. Câu chuyện do niệm Phật mà được vãng sanh của Pháp Sư Ấn Khoa trích trong Bốn Chúng Vãng Sanh. Vào đời Tống có người tên Oánh Kha xuất gia học đạo ở Giao Sơn, Cháp Xuyên, nhưng lại tha hồ ăn uống rượu thịt. Bỗng một hôm, ông sực nhớ phẩm hạnh của chính mình không vẹn toàn, sợ bị đọa lạc trong luân hồi sinh tử. Ông bảo những người ở chung đọc cuốn Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện do Thiền Sư Giới Châu biên soạn cho ông nghe. Đọc chuyện nào, ông cũng đều gật đầu đồng ý. Sau đó, trong phòng của chính mình, ông đặt một cái ghế xoay về phía hướng Tây, rồi tuyệt thực và ngồi niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm. Một đêm, ông nồng mộng thấy Phật đến nói, ông còn sống được 10 năm nữa, phải nên siêng năng niệm Phật. Oánh Kha thưa rằng, dù cho con sống thêm 100 năm nữa, thì cũng sống trong cõi Diêm Phù Đề nhớ uế này, mà ở cõi này dễ mất chính mạng. Con chỉ nguyện sớm được sanh về thế giới cực lạc để hậu hòa các bậc thánh nhân. Đức Phật nói, nếu chí nguyện của ông đã như vậy, thì 3 ngày sau ta sẽ đến trước ông. Kỳ hạn 3 ngày đã đến, ông tập hợp mọi người tụng kinh A-di-đà và nói, Phật và đại chúng đều đã đến rồi. Nói dứt lời, ông lặng lẽ qua đời. 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Hoạn nạn sẽ đến, không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp giữ hoa lành. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quán Thế Âm trích trong Tân Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Chiều nhà Minh, mẫu thân của Lưu Đạo Long lại đi thị. Vào năm 40 tuổi thì phát nguyện trường trai, thờ Phật và niệm Phật. Nhưng Lý Thị lại không tụng kinh được, vì bà không biết chữ. Bà sửa sang ngục một ngôi tịnh thất trang nghiêm để thờ Đức Quán Âm Đại Sĩ. Ngày đêm lễ bái xưng niệm cúng dường rất chí thành. Bà niệm Phật mỗi ngày đến 1000 biến. Dù tiết trời nóng bức vào ngày hạ hay lạnh buốt vào ngày đông, thì việc tu niệm cũng không hề gián đoạn. Bà lại phát nguyện ẩn tống kinh Kim Cang và đem ẩn thí khắp nơi, khuyên mọi người lễ bái, cúng dường, chi tụng. Dù tốn nhiều tiền, nhưng không hề tiếc nuối. Thực hành như thế chạy qua thời gian 25 năm, trước ngày bà tạ thế 1 năm, thì bao nhiêu tiền bạc để dành từ lâu, đều đem đó làm Phật sự, bái thỉnh chư danh tăng về nhà tụng kinh và trải tăng cúng dường, vân vân. Sau khi Phật sự viên mãn, một đêm nằm mộng thấy Đức Quán Âm Bồ Tát nơi mình thờ cầm một số chuỗi ngọc đưa cho bà và báo rằng, ta đem vật này tặng cho ngươi, y theo số chuỗi chính là thời khắc của ngươi vãng sanh thế giới cực lạc. Trong giấc mộng, Lý Thị đếm ngược 53 hạt chuỗi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Đến ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý, bỗng nhiên bà nói với người nhà rằng, ngày hôm nay tôi sẽ vãng sanh về Tây Phương. Tất cả mọi người nên vấn tập
cáo tiếng niệm Phật để trợ giúp cho tôi vào giờ phút cuối cùng để vãng sanh cực lạc. Tất cả con cháu trong nhà vâng lời đều cùng nhau tụ họp trước giường và đồng thanh niệm Phật. Chừng hơn một giờ sau thì Lý Thị vui vẻ kích già thường thể trong tiếng niệm Phật vang động khắp cả nhà. Tổ sư Ấn Quang Khế Thị về phóng sanh khuyên những người thờ cúng tổ tiên, việc cúng kính ông bà tổ tiên bất quá chỉ là hết lòng bày tỏ sự tưởng nhớ ân đức nguồn cội, còn như ông bà tổ tiên có đến hay không thật cũng chưa thể biết được. Vì sao vậy? Ông bà tổ tiên của chúng ta nếu có tu phước ác đã vãng sinh vào hai cõi trời người đang thọ hưởng phước báo, nếu tạo ác nghiệp ác phải đang chịu khổ trong ba đường dữ. Tuy nhiên những trường hợp được hưởng phước báo an vui vẻ e rằng chỉ có ít, mà những trường hợp đang chịu khổ não thật là rất nhiều. Cho nên con cháu có lòng hiếu thì mỗi khi đến ngày kỳ dỗ cung kính ông bà tổ tiên nên thành tâm kiên trì trai giới tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cầu an cho ông bà tổ tiên sớm được siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ, giúp ông bà tổ tiên được thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Như vậy mới là sự báo ân chân thật. Còn như việc giết hại vật mạng để cúng tế linh đình chỉ càng tăng thêm nghiệp chướng cho người đã chết. Người hiểu biết chân chánh nhìn thấy những việc như vậy thật không thể khơi lòng thương xót. Câu chuyện giết hại vật mạng liên lụy đến người chết chích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào thời Tiền Đường có người cư sĩ họ Kim thành tín kiên trì giữ gìn trai giới. Sau khi chết, người này có lần nhập vào một đứa bé trai và nói với người nhà rằng: ta tuy có tu hành nhưng nghiệp lành vẫn còn chưa đủ để được vãng sanh Tịnh Độ. Nay đang ở cõi âm nhưng được ăn vui lắm, có thể tự do đi lại. Sau đó một thời gian, họ Kim cũng nhập vào đứa bé trai ấy mà trách mắng vợ con rằng: tại sao lúc xế mộ cho ta lại chiếc gà đề cúng tế? Vì việc ấy mà bây giờ ta đi đâu cũng có người theo giám sát, không còn được tự do nữa. Khi ấy, đứa con dâu của họ Kim đang mang thai, người nhà liền đem việc ấy ra hỏi. Họ Kim nói: lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, mẹ có điều chết. Mọi người đều thấy lầm lạ, liền ghi chép lại lửa ấy. Sau quả nhiên xảy ra đúng như vậy. Lời bàn cúng tế không chỉ dùng rau cải sứ xài, có thể bày biện thêm các loại bánh trái, nhưng quan trọng nhất là không được giết hại vật mạng. Người đời mỗi khi thành tựu công danh được như ý muốn liền bố lợn giết dê cúng tế tổ tiên thật linh đình. Bản thân người làm việc ấy vốn đã dương dương tự mãn, xem đó là việc làm vinh dự cho tổ tiên dòng tộc, mà những kẻ đứng ngoài cũng luôn dòm ngó vào, lao sao xưng tụng. Nhưng tự hỏi việc lúc ấy liệu ông bà tổ tiên có thật sự chạm đũa thọ hưởng được miếng ngon nào chăng? Giết hại vật mạng như thế thật vô ích, chỉ khiến cho ông bà cha mẹ quá cố phải đắm chìm sâu hơn trong nghiệp chướng. Người chết mà biết được ác không khỏi đau đớn, ông đồng ống hờn đời chinh suối. Thật không bằng những người nghèo chỉ dùng hoa quả, canh, rau đơn sơ mà thành tâm cúng tế tổ tiên. Như thế chẳng phải là tốt hơn đó sao? Dạ, đó thì đến đây là kết thúc. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau:
0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.